Hãy tưởng tượng một máy bay chiến đấu đang bay với tốc độ 1.200 km/h, khoảng Mach 1. Nếu nó phóng một tên lửa về phía sau, tên lửa đó không chỉ phải giảm tốc từ 1.200 km/h xuống không, mà còn phải tăng tốc ngược lại để tiến về phía sau. Tuy nhiên, tên lửa không thể thay đổi vận tốc tức thì. Trong khoảng thời gian ngắn sau khi phóng, tên lửa sẽ bay trong trạng thái không ổn định, dễ bị ảnh hưởng bởi lực cản, không khí và nhiễu loạn khí động học từ chính máy bay phóng. Điều này có thể khiến tên lửa mất kiểm soát hoặc thậm chí quay lại tấn công máy bay phóng. Hơn nữa, việc phóng tên lửa ngược chiều bay làm giảm hiệu quả động năng. Khi phóng về phía trước, động năng của máy bay được cộng thêm vào tên lửa, giúp nó đạt tốc độ và tầm bắn tối ưu. Ngược lại, phóng về phía sau khiến tên lửa phải chiến đấu với vận tốc ban đầu của máy bay, làm giảm đáng kể hiệu suất. Chính vì những lý do vật lý này, việc bắn tên lửa về phía sau không chỉ kém hiệu quả mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho chính máy bay phóng. Do đó, các chiến thuật và thiết kế hiện đại tập trung vào việc tối ưu hóa khả năng tấn công phía trước và sử dụng các công nghệ tiên tiến để đối phó với mối đe dọa từ phía sau. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mintech Flix. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem vì sao máy bay không phóng tên lửa về phía sau. Nghe thật đơn giản, nhưng cùng xem xét kỹ lưỡng các khía cạnh. Khi một máy bay đạt tốc độ Mach 1, nó không chỉ nhanh, mà nó đang xé rách chính bầu không khí trước mặt. Đây là ranh giới của siêu thanh, nơi mà không khí trở thành chướng ngại vật rắn chứ không còn là dòng khí nhẹ nhàng nữa. Từ Mach 2 đến Mach 3, mỗi bước tiến là một cú đấm vật lý vào thân máy bay. Không khí nén lại, ma sát sinh ra hàng ngàn độ nhiệt và mọi bề mặt điều khiển phải chịu áp lực khủng khiếp. Tốc độ siêu thanh không chỉ ảnh hưởng đến phần đầu máy bay, mà còn tạo nên một vùng nhiễu loạn khổng lồ phía sau đuôi, nơi dòng khí xoáy loạn, mất áp suất và mang theo năng lượng hỗn loạn. Ở tốc độ siêu thanh, mỗi mili giây đều mang ý nghĩa sống còn. Khi bạn cố phóng một tên lửa ra phía sau, bạn không chỉ đối đầu với khí động học khắc nghiệt, bạn còn đặt cược vào sự ổn định mà mọi nhà thiết kế đều tránh làm tổn hại, nhiễu loạn phía sau máy bay. Đây là vùng mà khí thải nóng, áp suất thấp và sóng xung kích kết hợp tạo thành một biển xoáy vô hình, vùng mà không một loại tên lửa nào muốn sinh tồn trong vài giây đầu tiên sau khi được phóng. Ngay cả khi bạn vượt qua được rào cản lực học, một vấn đề lớn hơn vẫn hiện hữu, nhiệt. Động cơ phản lực của chính máy bay bạn, với nhiệt độ khí thải lên đến 1000 độ C, trở thành điểm phát xạ nhiệt lý tưởng mà tên lửa tầm nhiệt có thể dễ dàng khóa vào. Kết quả, nếu không có thiết bị làm lệch hướng hoặc hệ thống tự dẫn cực kỳ thông minh, tên lửa có thể sẽ ngoan ngoãn quay đầu và tặng bạn một kết thúc rực rỡ, theo nghĩa đen. Tầm nhiệt là con dao hai lưỡi. Nó cực kỳ hiệu quả khi khóa mục tiêu có khí thải nóng, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm nếu nguồn phát nhiệt mạnh nhất nằm ngay trước mặt cảm biến khi tên lửa vừa được phóng. Đó là lý do vì sao hướng phóng gần như luôn là về phía trước, nơi an toàn và dễ kiểm soát nhất. Nếu một tên lửa được phóng ra ngược chiều, về lý thuyết có thể, nhưng tên lửa cần sự ổn định, bám mục tiêu chính xác và thời gian phản ứng nhanh. Việc đưa nó xuyên qua vùng khí hỗn loạn ở tốc độ Mach 2 chẳng khác nào ném một cây kim vào cơn bão xoáy lốc và đòi nó phải đâm trúng mục tiêu ngay lập tức. Ngoài ra, đầu dò tầm nhiệt hay radar của tên lửa cũng bị nhiễu loạn dữ liệu, khó phân biệt đâu là mục tiêu thật, đâu là sóng khí xoáy sinh ra từ chính máy bay phóng đi. Ở tốc độ dưới âm, một chiếc máy bay có thể xoay trục, cơ động linh hoạt và tên lửa có thể chịu được mức lệch ban đầu. Nhưng ở Mach 2 trở lên, góc bắn hiệu quả chỉ còn vài độ trước mũi máy bay. Tất cả mọi thứ ngoài vùng này, kể cả phía sau, là nơi mà tên lửa không thể hoạt động ổn định. Máy bay siêu thanh sở hữu lợi thế về tốc độ, năng lượng và uy lực, nhưng cũng phải hy sinh khả năng cơ động và linh hoạt ở nhiều hướng. Và vì thế, quay đầu bắn ngược trong thế giới của siêu thanh không chỉ là bất khả thi về mặt kỹ thuật, mà còn là điều tự sát. Trong chiến tranh hiện đại, tốc độ quyết định sự sống còn. Nhưng tốc độ không phải là thứ duy nhất tiến hóa. Các hệ thống tên lửa ngày nay không còn bị giới hạn bởi góc phóng truyền thống. Điều đó đồng nghĩa bạn không cần quay đầu để tiêu diệt mục tiêu phía sau. Được nâng cấp từ dòng AIM-9 kinh điển, AIM-9X không chỉ khóa mục tiêu ở tầm gần, nó còn có thể hoạt gấp, lượn cong và truy đuổi mục tiêu ở những góc mà trước đây phi công chỉ có thể mơ tới. Khi kết hợp với mũ phi công kiểu mới, Helmet Mount Display, AIM-9X có thể khóa vào bất cứ thứ gì phi công đang nhìn thấy. Bạn chỉ cần quay đầu, tên lửa sẽ làm phần còn lại. Ngày nay, một tên lửa không chỉ là một quả đạn có cánh. Nó là một hệ thống cảm biến, một trung tâm xử lý tín hiệu và một đơn vị ra quyết định tốc độ cao. Những gì từng là giới hạn như việc bị khóa vào nguồn nhiệt gần nhất, giờ đây được xử lý bởi phần mềm nhận diện mục tiêu tiên tiến. Và kết quả là máy bay không cần bắn về phía sau, vì tên lửa hiện đại sẽ tự tìm ra đường đi hiệu quả nhất, kể cả khi nó phải quay đầu giữa không trung. Đừng hỏi tại sao máy bay không bắn tên lửa về sau. Hãy hỏi xem vì sao công nghệ đã khiến điều đó trở nên không còn cần thiết. Bạn đang ở độ cao 20.000 feet,
một chiếc Su-35 đang bám sát đuôi, radar cảnh báo hú liên tục. Bạn không thể quay lại để bắn. Bạn không thể phóng tên lửa về phía sau. Vậy bạn phải làm gì? Giải pháp đầu tiên, thoát ly bằng kỹ năng. Các chiến đấu cơ thế hệ 4 như F-16V, Rafale hay Su-35 được thiết kế cho độ cơ động cực cao, cho phép phi công thực hiện các động tác siêu hẹp với gia tốc lên tới 9G, đánh lừa tên lửa và đối phương phía sau. Một cú xoay đúng lúc hoặc kéo gấp vào góc chết radar có thể biến kẻ săn thành con mồi. Flare bẫy nhiệt là công cụ sinh tử khi bạn bị khóa bởi tên lửa tầm nhiệt. Những bó flare hiện đại phát ra nhiệt độ cao hơn cả động cơ máy bay, đánh lừa đầu dò của tên lửa, khiến nó mất khóa hoặc chuyển hướng sai. Nhưng không chỉ có flare, các hệ thống phòng thủ hiện đại như an gạch ALE-55 hoặc DIRCM, Directed Infrared Countermeasure, còn sử dụng laser để làm mù cảm biến hồng ngoại trên tên lửa đang bay đến. Trong kỷ nguyên chiến đấu mạng trung tâm, sống còn không chỉ nằm ở kỹ năng mà còn ở dữ liệu. Các chiến đấu cơ thế hệ 5 như F-22 hay F-35 có thể nhận cảnh báo sớm từ máy bay trinh sát AVKACS hoặc máy bay không người lái đi trước, giúp phi công tránh bị rơi vào thế bị động. Ngay cả khi bị theo dõi từ phía sau, hệ thống cảm biến phân tán và radar đa chiều của F-35 có thể vẽ ra một bản đồ không gian 360 độ để phản ứng trước cả khi kẻ thù nhấn cò. Trong không chiến, quay đầu không phải lúc nào cũng là câu trả lời. Bởi công nghệ và chiến thuật đã tiến hóa để biến những gì từng là bất khả thi thành điều không còn cần thiết. Tên lửa không cần bắn về phía sau, vì người điều khiển và máy bay đã luôn sẵn sàng nhìn xa hơn, xoay thông minh hơn và sống sót đúng lúc hơn. Không gì là mãi mãi, trong khi hiện tại, việc bắn tên lửa về phía sau là quá nguy hiểm và phi logic, thì tương lai có thể sẽ là một câu chuyện rất khác. Một số bản thiết kế concept đang thử nghiệm ống phóng xoay hướng, cho phép tên lửa được đẩy ra ngoài trước khi bật động cơ, giống như tàu ngầm phóng tên lửa qua áp suất nước. Nhờ đó, có thể tránh luồng khí nóng và dòng nhiễu sau đuôi máy bay. Điều đó đồng nghĩa, trong tương lai, máy bay có thể thật sự bắn ra phía sau, nhưng không phải theo cách truyền thống. Trí tuệ nhân tạo đang mở ra hướng đi mới cho tên lửa thế hệ tiếp theo. Những quả đạn không còn chỉ biết đuổi theo nguồn nhiệt, mà có thể phân tích hành vi mục tiêu, học từ dữ liệu chiến đấu và chọn hướng tiếp cận phi truyền thống. Với AI điều khiển, hướng phóng không còn là giới hạn, mà là một lựa chọn trong ma trận chiến lược. Trong chiến tranh thế hệ thứ 6, chiến đấu không còn là chuyện một mình một phi công. UAV cảm tử và drone tấn công mang vũ khí đang trở thành phần mở rộng của máy bay có người lái. Chúng có thể bay vòng, bám đuôi đối thủ và tấn công từ những hướng không ai ngờ đến, bao gồm đúng phía sau. Ngày nay, không ai bắn tên lửa về phía sau vì công nghệ và chiến thuật đã vượt trên giới hạn vật lý. Nhưng ngày mai, khi tên lửa biết nghĩ, khi máy bay có mắt ở sau lưng, khi chiến tranh trở thành mạng lưới phối hợp giữa người và máy, bắn về phía sau có thể không còn là lựa chọn cuối cùng, mà là đòn đánh đầu tiên. Bạn đang xem Mintech Blitz, nơi chúng tôi kể cho bạn câu chuyện về công nghệ quân sự thông qua lịch sử. Cảm ơn bạn đã xem hết video và xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo.